giới thiệu với các bác đó là mẫu quay trụ tiêu, trụ rào, trụ thanh long mới nhất bên em. Đây, cái này dùng xích nhé. Có cây gà. Khi nào mình giặt vào ấy thì nó lại quay. Bên em dùng PUCB, bi cùng rất là bền. Lúc nào mình quay lên xong thì mình lại xả cái này ra. Xả cái này ra này. Là cái này nó quay tự do. Nó quay tự do để mình xả xích ra. Còn khi nào nhũa thì mình lại gắn xích vào.